Chào mọi người nha. Hôm nay mình tiếp tục câu cá ở sông Bình Phước nha. Giờ lục bình quá nên không quăng cần được. Chờ hồi bớt lục bình mới quăng cần ra được. Quên quên á. Cần thủ đang tóm lử. Lên hàng rồi anh em ơi. Đây. Lên hàng nữa anh em ơi. To. Hả? To. Gì? To, thấy to, con này to, to hơn con nãy.
Kìa, kìa, tấn kìa. Vô khó đầu. Chất vớt luôn. Dùng chơi khoan trời ơi, nó cái hàng kéo ra tự luôn gì quá trời luôn quá, giờ ăn mạnh dữ thôi nó quần lên kìa. Lên hàng, lên hàng. Ủa quá, để sẵn luôn hả? Nói gì mà mới quay qua. Trời, nãy giờ chờ đợi anh ấy cũng lên hàng. Xuân đã về với anh ấy. Rồi. Hai em nãy cá lớn đánh cá em ơi. Được ra được, ngon. Vô. Ta lên khí thế mà anh ngồi im re vậy anh Văn. Chục cá bụng to dữ. Cái gì bụng bự dữ.
có từng ấy. Má nó gật lại cái mà bước vô. Thế rồi cho có rồi. Ủa má nó gật lại cái luôn. Lên cá anh em ơi. Gì vậy? Rác hả gì vậy? Nè, nó quần nè, không thấy là rác. Đó, nó vô. Ôi trời. Cá bự kìa. Cá bự. Đậu đủ quá chứ. Cá bự. Má bự hơn cá nhỏ nãy. Có đâu má, thấy nó quằn nó quỷ quá. Khỏi. Quá gì á. Đâu. Có là được rồi. Rồi đủ má. Trăm trong tay à. Chờ cá nước mà mới đòi hỏi. Bé thế. Ồ, cá rô to dữ vậy. Rồi, vậy là êm rồi. Cá rô quá đẹp. Quá đẹp nha các bạn. Nói chung là ngang ngửa bàn tay mình nha các bạn.
lần qua đây. Từ từ. Rồi vô. Vô rồi. Vô. Vô rồi, vô rồi, vô. Vô. Vô, vô. Rồi dướng dây kìa. Qua đây, qua đây. Con. Có mày không? Dạ, đồ má đó. Rồi anh em mình cũng chuẩn bị gom cần đi. Được rồi. Vô đây khai xuân vô là ổn đi. Giờ cũng tối rồi, 4-5 giờ rồi. Không có hộp lưỡi chưa vậy? Gì? Lấy cái hộp lưỡi chưa? Chưa, chẳng. Trời ơi, chích không à? Coi lên cần đi. Rồi, lên cần. Đồ còn đang ăn cám này, dê ăn gì? Lên cần về. Đây thành tích bữa nay anh em mấy anh em câu đây. Thôi, chào mọi người nha.